tay trắng ly hôn Phước Sang, Kim Thư giờ vực dậy ngoạn mục, U50 thành bà chủ, úp mở con tim vui trở lại. Sau hơn một thập kỷ ly hôn ông bầu Phước Sang và tay trắng ra đi, diễn viên Kim Thư hiện tại ra sao? Những năm thập niên 90 và đầu thập niên 2000, Kim Thư từng được mệnh danh là bà Hoàng phòng vé vì liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách như Hồn Trương Ba, Gia Hàng Thịt, Khi Đàn Ông Có Bầu, Đẻ Mướn, Kim Thư và chồng cũ Phước Sang lúc chưa ly hôn. Trước đây cô sống trong biệt thự 70 tỷ cùng với chồng cũ và các con, nhưng sau biến cố vỡ nợ rồi ly hôn, Kim Thư dẫn các con rời đi với hai bàn tay trắng, thoát cảnh nợ nần. Diễn viên Kim Thư giờ là bà chủ nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau 11 năm tự gồng gánh vừa là mẹ vừa làm cha của các con, nữ diễn viên sinh năm 1978 hiện có cuộc sống dư giả và khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ có bạn bè thân thiết hỗ trợ. Cô mở nhà hàng và kinh doanh mát tay nên dần cải thiện đời sống, thoát cảnh nợ nần. Từng sa cơ lỡ vận phải bán xôi mưu sinh và không ngại làm nhiều việc tay chân như pha cà phê, bưng bê, trang trí lễ Tết cho công ty. Giờ Kim Thư đang là bà chủ nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ một tay chăm lo cho các con, cô còn tậu biệt thự và sắm xe hơi, dần ổn định cuộc sống sau biến cố năm xưa. Tất cả những thử thách đó là trải nghiệm quý báu, giúp tôi biết trân quý những gì mình đang có và khẳng định cuộc đời tôi đáng sống vô cùng, cô từng trải lòng. Nhân sắc lão hóa ngược của Kim Thư sau nhiều năm bươn chải mưu sinh. Gần đây, bà Hoàng phòng vé khiến nhiều netizen suýt xoa vì nhân sắc lão hóa ngược, ngày càng trẻ ra dù đã bước qua tuổi 45. Trong một tấm ảnh đăng trên trang cá nhân, Kim Thư khoe góc nghiêng đầy lôi cuốn, nét nào ra nét nấy và còn được netizen khen đẹp như Việt Trinh khi tài chính dư giả hơn nữ diễn viên dành thời gian để chăm sóc bản thân cô chăm tập thể thao đi làm đẹp để níu giữ thanh xuân cũng như thỉnh thoảng du lịch nước ngoài tận hưởng cuộc sống bên cạnh việc dành thời gian cho công việc cô từng úp mở chuyện có tình yêu mới nhưng không công khai danh tính bạn trai kim thư thường xuyên đi du lịch nước ngoài tận hưởng cuộc sống sau biến cố sa cơ lỡ vận nhân sắc lão hóa ngược của nữ diễn viên U50. Kim Thư còn sắm nhiều hàng hiệu đắt đỏ như khăn choàng hơn 20 triệu đồng, váy tầm 30 triệu hay túi sách khoảng 80 triệu đồng. Nhờ chăm chút cho bản thân, nữ diễn viên 45 tuổi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, cùng gương mặt trẻ trung dù từng vất vả tìm đường mưu sinh sau biến cố chồng cũ vỡ nợ. Sau vóc trẻ trung nuột nà của vợ cũ Phước Sang, xét đồ hiệu đắt đỏ của Kim Thư, túi sách khoảng 80 triệu đồng, váy trên dưới 30 triệu đồng. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo